Giao thừa là thời khắc thiêng liêng mà ai cũng mong muốn chia sẻ với những người thân yêu nhất. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên không phải ai cũng có thể hưởng được niềm vui trọn vẹn ấy. Chúng tôi muốn nói đến những người công nhân gìn giữ vệ sinh môi trường, những người gác ghi đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu Tết. Tối 30 Tết, tại trạm gác chắn Kim Long, đường ngang km 687 + 150. Khi những chuyến tàu vẫn đang hối hả chuyển bánh để kịp đưa mọi người đón Tết bên gia đình, thì cũng là lúc công việc của những nhân viên gác tàu ở đây bắt đầu. Để đảm bảo an toàn cũng như xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra, năm nay chị Phạm Thị Thu Phương được phân túc trực tại trạm. Tạm gác lại niềm vui sum vầy bên gia đình trong đêm giao thừa, chị Phương cũng như những nhân viên tại trạm vẫn luôn cố gắng hết mình để đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu. Tôi chị cũng rất là mong muốn là Tết là được sum vầy với gia đình, nhưng do tính chất của công việc của tôi chị là lên 3 ngày và đêm nên tôi chị là phải là đảm bảo cho những chuyến tàu là về quê ăn Tết được an toàn và cho nhiều gia đình là được đoàn tụ trong ngày Tết. Mặc dù là mình cũng mong muốn là được ăn một cái Tết đầm ấm hạnh phúc bên gia đình, nhưng công việc của mình thì có năm được hết, mong muốn thì một năm ở đó mình sẽ được ăn Tết rồi đoàn tụ bên gia đình như mọi người. Nhằm tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng ngày nay các công nhân công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Huế đều phải tăng ca. Công việc dọn vệ sinh ngày thường đã vô cùng bận rộn, ngày giao thừa càng thêm vất vả hơn. Giờ nhịp sống hối hả của ngày 30 Tết, ai ai cũng vội trở về đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng ở đây, những nhạc chổi thầm lặng vẫn đang tiếp tục với công việc làm sạch thành phố. Chúng tôi cũng giống như những người khác thôi, thì thực tế ai cũng trong cái dịp xuống sao Tết đến xuống về thì ai cũng muốn được ở nhà, sum vầy bên gia đình. Nhưng đặc thù cái công việc của tụi tôi như vậy thì cũng phải ra đường để làm vì môi trường, vì thành phố, vì tất cả mọi người xung quanh. Vào những thời khắc cuối cùng chuyển giao năm cũ và năm mới, khi nhiều người đang gấp rút trở về với gia đình của mình, thì vẫn còn đó những con người hy sinh niềm vui cá nhân để đảm bảo công việc, giúp ích cho mọi người đón Tết được hạnh phúc, yên vui. Một mùa xuân nữa lại về, dù bất cứ nơi đâu, ước muốn lớn nhất của mọi người đều là được trở về với ngôi nhà ấm áp, đoàn tụ cùng gia đình. Vì Tết là sum họp, là đoàn viên.